Thưa quý khán giả, sốt là bệnh mà hầu như ai cũng phải trải qua dù nhiều lần hay ít. Đối tượng dễ bị nhất đó là trẻ nhỏ. Với hệ miễn dịch và kháng thể chưa hoàn thiện thì trẻ rất hay bị sốt khi thay đổi thời tiết do vi khuẩn, virus tấn công. Do đó, khi thấy con trẻ có các dấu hiệu thì các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng mà nên nắm rõ những phương pháp khoa học để giúp cho trẻ hạ sốt và trở lại bình thường. Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay xin đưa ra một vài tổng hợp sau đây. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em. Nhiệt độ bình thường trong cơ thể trẻ em khoảng 36,5 đến 37,5 độ C. Khi bị sốt, nhiệt độ cơ thể bé tăng lên trên 38 độ C. Sốt không phải là một bệnh xuất hiện đơn lẻ mà là một phần phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị nhiễm virus hoặc vi khuẩn. Đôi khi nhiễm trùng máu, viêm phổi hoặc viêm màng não có thể gây ra sốt cho bé. Sốt cũng có thể do chịu tác dụng phụ sau khi tiêm phòng. Vì vậy, khi trẻ bị sốt, cha mẹ nên xác định 3 mục tiêu chăm sóc bé sốt tại nhà. Kiểm soát nhiệt độ. Mục tiêu đầu tiên là kiểm soát nhiệt độ cơ thể bé. Hãy làm cho bé cảm thấy thoải mái bằng cách tắm nước ấm hoặc mặc quần áo thích hợp cho bé tùy theo nhiệt độ xung quanh. Lưu ý, quần áo cần phải thông thoáng, thoải mái, giúp khí huyết dễ lưu thông. Bố mẹ có thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể bé bằng nhiệt kế và sử dụng một số loại thuốc để hạ sốt cho bé dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ. Ngăn ngừa mất nước. Khi bị sốt, cơ thể bé rất dễ mất nước ở da và phổi. Hãy khuyến khích trẻ uống nước lọc, nước cam, nước chanh hoặc nấu cháo, súp cho bé ăn để bổ sung nước vào cơ thể. Giám sát các dấu hiệu của trẻ. Hãy cho bé uống đủ nước và giảm nhiệt độ cơ thể xuống dưới 39 độ C. Nếu cả hai biện pháp này được áp dụng mà bé vẫn còn bệnh thì một vấn đề nghiêm trọng hơn có thể đang tồn tại. Hãy cho bé đến cơ sở y tế để kiểm tra. Nên cho trẻ ăn gì khi bị sốt? Khi bé bị sốt, bố mẹ nên bổ sung các thức ăn có hàm lượng calo, protein cao, ít chất béo và một chế độ cung cấp nước hợp lý. Chia nhỏ các bữa ăn khoảng 2 giờ một bữa, sau đó có thể dần dần tăng lên 4 giờ một bữa. Cung cấp cho trẻ các loại thực phẩm mềm, nhạt, dễ tiêu hóa và dễ hấp thụ như cháo, ngũ cốc, sữa và trái cây mềm như chuối, đu đủ, cam. Chườm nước ấm. Bố mẹ nên chườm ấm tại nách, trán, cổ hoặc lấy một chiếc khăn ấm lau qua người cho trẻ. Nếu đo thân nhiệt trên 38,5 độ C, nên uống một viên thuốc hạ sốt, đồng thời áp dụng cách hạ sốt như trên. Cách phòng ngừa sốt ở trẻ. Phòng chống sốt và các căn bệnh gây ra sốt phụ thuộc rất lớn vào việc vệ sinh cá nhân của từng người trong gia đình. Hãy ngăn ngừa sự lây lan của virus và vi khuẩn bằng cách rửa sạch tay bằng nước với xà phòng, che miệng và mũi khi hắt hơi và ho, rửa sạch thực phẩm trước khi chế biến, tiêm phòng đúng lịch, chế độ ăn uống lành mạnh nhiều trái cây và rau quả, ngủ đủ giấc. Hy vọng rằng với những kiến thức về sốt và tránh sốt ở trẻ nhỏ mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các bậc phụ huynh sớm đẩy lùi cơn sốt cho bé một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Còn đối với trường hợp cha mẹ đã áp dụng các biện pháp trên, dùng thuốc đúng liều mà trẻ vẫn sốt kéo dài liên tục sau 3 ngày thì cần phải nhanh chóng tìm gặp bác sĩ để được thăm khám. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.